Đâu, bà con vẫn trông mà. Chưa đến giờ bàn giao bà. Bàn giao phải 3 rưỡi 4 giờ. Dạ. Vâng. Nắng như nắng tháng giêng. Wow. Đấy, đấy, bây giờ mở và đánh thì mà nếu mà tôi đánh sáng sớm hay đánh tối hôm qua thì nó cũng héo, bởi vì kiểu gì nó cũng trột. Nắng này, tí và các anh chắt thì lựa lựa hoặc là chỉ chắt trên còn dưới này. Lựa vậy chứ làm nào được. Cái hoa cúc bạn bây giờ nó đang nở mà đánh nắng, nếu mà mát mát như mấy em nọ cơ thì không sợ. Nắng này heo nó trột hết. Hỏi toàn hỏi có ấy chưa thì ai biết được.